Minh Quân xin kính chào quý vị quan khách có mặt hôm nay. Trước hết thì Minh Quân xin kính chúc cho cháu Hoàng Kim Long tân gia nhà mới sẽ làm ăn phát tài phát lộc và vạn sự như ý. Và Minh Quân xin kính gửi đến quý vị và các bạn ba câu vũ cổ bông ô môi, xin mời các bạn thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thép em trai Cổ Thạch Xuyên cùng với em gái Mai Phương Thảo xin được gửi đến tất cả các anh chị, cô chú có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, anh Long ơi, hôm nay tới càng khác hơn nữa. Chúc mừng anh trai nha. Vâng, và nhân dịp xuân về năm mới 2024 thì Mai Phương Thảo xin chúc cho tất cả quý vị ở đây lúc nào cũng mạnh khỏe, gia đình bình an, làm ăn phát tài, trạng sự như ý, và đặc biệt là tất cả các anh em nghệ sĩ mình lúc nào cũng mạnh khỏe và thật nhiều show ạ. Dạ, hôm nay ở đây cũng rất là nhiều tiền bối, các cô chú, nghệ sĩ đến đây để chung vui với bạn Hoàng Kim Long. Mai Phương Thảo với Cổ Thạch Xuyên cũng là những người em, người cháu đi sau. Nhưng xin phép theo MC giới thiệu thì cũng xin được gửi tặng cho gia đình một bài tân cổ được không ạ? Dạ, hồi nãy có anh trai anh Tuấn, Phó Phường Tân Tạo, yêu cầu một bài tân cổ là Tìm Em Nơi Đâu. Nhưng mà bài này nó hơi hơi buồn, cho nên hôm nay hát một bài vui vui được không ạ? Tết rồi, bây giờ hát Tết đi. Một bài tân cổ rất là dễ thương của nhạc sĩ Hồng Dũng, Quốc Dũng được mang tên Bài ca Tết cho em. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Thôi hãy lấy gần đây mà nghe anh hứa rằng Tết năm nay anh sẽ không ăn xài phung phí, để mình coi với buồn lo như
xin. À, xin chân thành cảm ơn những anh hỏi thân thương quý vị và xin chúc cho quý vị có một buổi tiệc thật là vui vẻ, ngon miệng và trên đầy hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, đặt trai dữ vậy trời.